Miami Beach, Florida. Ngọc Ánh xin kính chào các bạn thân mến đang tới kênh của Ngọc Ánh. Kênh Ngọc Ánh Your Real Estate USA chia sẻ kinh nghiệm đầu tư bất động sản và cập nhật tình hình đầu tư bất động sản tại Mỹ và tại Việt Nam. Hôm nay mình muốn bàn luận với các bạn về một câu hỏi mà rất nhiều các anh chị em ở Việt Nam và ở Mỹ đã email hỏi mình. Câu hỏi như vậy: có phải hiện tại đất nền ở Việt Nam đang bị đứng? Có nên mua đất nền không? Câu hỏi thứ hai: có phải thật không giá nhà cửa tại Mỹ bây giờ rất đắt, rất cao, có nên mua đầu tư bất động sản bây giờ không? Tức là hôm nay là ngày 17 tháng 8 2019. Bây giờ mình sẽ trả lời câu hỏi thứ nhất. Theo mình đã cập nhật với các bạn môi giới bất động sản tại Việt Nam thì hiện tại có nhiều dự án xây dựng ở Việt Nam đang bị ngưng vì nhiều lý do khác nhau. Những đất nền mà sắp đặt theo những dự án thì có nhiều đất nền bị đứng. Các anh chị em bất động sản Việt Nam khuyên mình là: chị ơi, không nên mua đất nền bây giờ, tại vì giá bị đứng mà giá cao. Giá cao là người ta mua đi bán lại chứ không phải là người mua thật sự. Mấy anh nói là cách đây mấy năm về trước thì có nhiều người từ ngoại quốc đi về Việt Nam để mua, nhưng mà bây giờ thì là họ bớt, hay là bớt mua nhiều lắm. Thì mấy anh khuyên là nên chờ một chút. Có những dự án xây cất của tư nhân và của chính phủ đang bị ngừng lại vì nhiều vì lý do khác nhau, cho nên là mấy anh chị em khuyên mình là nên cẩn thận, chờ một chút xíu coi làm sao. Nên thành ra mình không dự định mua đất nền tại Việt Nam hiện tại. Về việc nhà cửa đã cất sẵn thì nếu người có nhu cầu để ở và những ngôi nhà đã cất sẵn thì phải coi cho đúng những ngôi nhà cất sẵn đó có đúng làm đúng theo quy định, quy luật của chính phủ không, có được đúng sổ sách giấy tờ đàng hoàng không thì mới mua. Tốt nhất là nên nhờ luật sư giúp đỡ trong khi việc mua nhà đất tại Việt Nam, tại vì mấy anh chị nói là nạn sổ hồng sổ đỏ giả cũng có nhiều lắm, mà có nhiều nhà người ta cất trái luật ở những khu sẽ bị giải tỏa. Thành ra mua nhà đất ở Việt Nam là phải cẩn thận. Mình lặp lại là nếu anh chị em có muốn mua thì nên nhờ sự giúp đỡ của luật sư tại Việt Nam. Bây giờ mình nói về chuyện nhà đất tại Mỹ. Hiện nay nhà đất tại Mỹ giá rất là cao. Giá cao nhưng mà tiền lãi suất ngân hàng thì thấp, 3% tới 4% nếu số tín dụng của bạn 700 tới 750. Theo mình thấy trong hơn 30 năm sống tại nước Mỹ nói như vậy,
khi tiền lãi ngân hàng để mua nhà thấp thì giá nhà cao, tại vì người mua nhà mượn tiền của ngân hàng để mua nhà, họ mua được nhà giá cao hơn tại vì họ phải trả mỗi tháng thấp hơn. Ví dụ như từ 3% cho tới 7% là nó gần như gấp đôi, nó hơn gấp đôi rồi. Thì là người nếu mà mượn dạng mượn 7% tiền lời thì không mượn được nhiều tiền. Giá nhà có một khoảng thời gian khoảng 2008, 2009 thì nó xuống thấp, rồi từ từ nó đi lên, bây giờ là đương cao nhất. Thì mình cũng nói yên như vậy, nếu cần mua nhà để ở, để tránh khỏi trả tiền thuê thì mua, nhưng mà phải lựa những cái chỗ nào cho tốt, phải trả giá cho đúng, phải nhờ realtor coi cái multiple listing rồi làm cái bản báo cáo phân phối cho mình biết ở chỗ đó nhà cách đây 2-3 năm bán làm sao, bây giờ bán làm sao để mình định giá. Thì chỉ có realtor mới vô được cái mạng đó để coi, kêu là multiple listing. Thì nếu mà có cần để ở thì mua, tại vì nó thì giờ nếu mà bây giờ mình mua giá cao nhưng mà mình trả lãi thấp, là mai mốt nhảy xuống mà lãi lên cao thì nó cũng giống vậy thôi, nó cũng tương đương vậy thôi, phải không? Đó là nhà mình ở, tại vì khi mình mua nhà mình ở thì mình được lãi, đặc biệt nhất là cho những người mới mua, first time owner, được chính phủ giúp đỡ, có chương trình giúp đỡ cho những người mới mua lần đầu, có những cái chương trình cho mượn tiền FSA, tiền cọc rất thấp 5-10% và tiền lãi rất thấp cho những người mới đầu tiên mua nhà. Chính phủ Mỹ khuyến khích người ta mua nhà chứ không đi mua nhà. Còn nếu mình mua nhà đầu tư thì là nhà đầu tư lãi suất cũng không đổi bao nhiêu. Cái giá trị của cái nhà đầu tư là tùy theo giá trị mình thu nhập, lợi nhuận sau khi mà trừ hết tất cả những chi phí. Theo mình thấy bao nhiêu năm thì giá nhà đầu tư để cho mướn, mình nói là những dãy phố, những dãy phòng trọ, chứ mình không nói là nhà single house. Single house là nó thuộc rẻ riêng rồi, là cho mướn ở thì nó cũng giống nhau, giống nhau cái điều kiện. Tuy rằng nhà ngân hàng cho mượn lãi cao hơn 2-3 phần nếu mà mượn để đầu tư cho mướn. Còn nếu mượn để ở thì là giá thấp hơn, cái giá tiền lãi thấp hơn. Nhưng mà những dãy phòng trọ, những căn phố, những phố thương mại, mình thấy nó không có xuống giá bạn, nó cứ tiếp tục đi lên. Nếu bạn kiếm cẩn thận, kiếm nhiều thì có khi gặp được nhiều cái giá rẻ, mua giá rẻ tại người ta cần bán gấp. Mình ví dụ bây giờ cái nhà đó, cái dãy 10 phòng trọ đó nó trị giá 500.000, trị giá hay là giá hiện bây giờ trị giá 500.000. Cái người chủ họ mua cách đây 10 năm họ mua có 250.000, thì 10 năm lên gấp 2 thì họ được 500.000 thì giá. Nhưng mà bây giờ họ cần bán vì nhiều lý do cá nhân, cần bán có lấy tiền gấp. Trong cuộc đời mỗi người buôn bán thì là nếu mà không có cẩn trọng trong việc để giữ trữ tiền để lúc bất trắc, hoặc là nhiều khi là ly dị phải lấy tiền gấp để chia hai, hoặc là người chủ qua đời, những người con muốn có tiền bán lấy tiền để chia tài, họ không muốn chờ 6-7 tháng cho khi kiếm được người bằng lòng trả giá chính thức. Nếu muốn bán giá chính thức thì phải chờ, có khi phải chờ 1 năm mới có người mới bỏ tiền ra mua giá chính thức. Còn phần đông là những người mà đầu tư đó, thì họ có tiền, họ chờ
không lúc nào mà giá thấp xuống họ mới mua, tại vì khách đâu có gấp, tiền để đó đâu có mất không. Thì là nếu mà họ mua 250 ngàn cách đây 10 năm, bây giờ nhà giá trị cái căn giấy đó 500 ngàn đô thì có khi trả xuống 4.400.000 đô, 420, 450 có thể bán. Họ chịu lỗ chút nhưng mà họ cũng còn lời, họ đâu có lỗ đâu bạn, tại vì họ mua có 250 ngàn thôi. Nếu mà họ bưng gấp khi bao đưa 400 ngàn tiền mặt cash họ cũng lấy. Tại như bán mortgage á, là phải chờ bán mà để phải chờ để người mua phải đi lấy mượn tiền nhà băng, chờ 45 ngày 30 ngày nữa thì mới được có tiền. Thì nếu mà có người có cá sẵn á, 400 ngàn đưa họ lấy liền, họ lấy đó bạn, thì kiếm phải đi kiếm mấy cái đó. Thì muốn kiếm cái đó sẽ kiếm làm sao, phải đi kiếm hoài, ai bán là hỏi, ai bán là hỏi, là trả giá họ không chịu thì thôi họ không, mình trả lại nữa, mình trở lại đừng hỏi hoài. Nên mình sẽ chỉ các bạn cách mua nhà đầu tư giá thấp cho bạn trong cái video sau. Thì hôm nay là mình nói các bạn là phải cẩn thận khi mua nền đất ở Việt Nam. Bây giờ nghe nói là có giá nó đứng, ở Mỹ giá cao, nhưng mà nếu cần để ở thì nên mua, bây giờ giá cao mà lãi thấp. Còn nếu mà để đầu tư không có nhu cầu ở liền thì chờ chút xíu. Bây giờ mình chờ chút xíu hoặc là đi kiếm những cái người nào bán giá rẻ rồi mình mua. Đó là hôm nay mình trả lời hai câu hỏi của những người bạn ở Mỹ và ở Việt Nam. Xin kính chào các bạn và hẹn lại các bạn trong video sau. Mình sẽ hướng dẫn cách đi kiếm nhà mua rẻ. Chào các bạn. Bye bye.